Xin kính chào quý vị, hiện nay là 17 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang quay giới thiệu cho quý vị là hai bộ tranh Đông Bích. Mỗi bộ tranh đây đều là tranh tứ binh, nó cũng là tranh bốn mùa Tùng Cúc Trúc Mai nhưng ở hai dạng khác, đó là dạng Đông Bích Đồ Thư Phủ Đào Viên Hàn Mạc Lâm. Tại sao lại là như thế? Tại sao nó lại có cái câu dài, câu thơ như vậy? Thì đây là cái thú chơi tao nhã của các vị vua quan ngày xưa. Và nó vẫn tượng trưng cho bốn mùa, tí nữa tôi sẽ giới thiệu cụ thể. Nhưng mà các cái hình ảnh kèm theo đây thì là chúng ta sẽ thấy ngay là nó liên tưởng đến những cái thú chơi tao nhã và quyền quý. Đây là cảnh thứ nhất, cảnh mùa xuân. Và trên nó đều có, mỗi cái đều có hai câu thơ ở thất ngôn, có 7 chữ. Thế còn thì ở dưới này đây, cảnh mùa xuân ở đây có bình hoa, lên là cây mai. Và đây là khảm được bằng chất liệu chủ yếu là khảm ốc, cùng với cửu khổng sát tai, tóm lại là lên đủ 7 sắc cầu vồng. Tuy nhiên là khi mà quay phim nó rất khó lên được cái đủ màu của nó, bởi vì đấy quý vị lúc nào nhìn thấy một cái chỗ lóa, nếu chúng tôi mà tắt điện đi thì màu nó sẽ lên đầy đủ, nhưng mà cái hình ảnh nó lại không được rõ ràng như thế này. Và ở đây cũng dùng cái kỹ thuật sen lọng rất là cao cấp. Đây chẳng hạn như chúng ta nhìn gần một cái bình này thì là hình cẩm quy và không biết là có bao nhiêu mảnh để tạo nên một cái hình dáng của bình này. Và mỗi một cái cánh hoa này cũng là một miếng khác nhau. Đây là những cái đồng tiền và những cái quạt, rồi thì khay ngũ quả, rồi những con rơi. Tóm lại là những cái ý nghĩa của nó đều là cái cầu phúc, cầu cho những cái điều thuận lợi. Tiếp theo bước thứ hai là bước chúc. Bước chúc ở đây thì lại là cái đôn hình cây trúc, nó có sự ẩn ý như vậy, bởi vì cái cây trúc đặt lên trên này nó rất khó tạo thành các cái thế, lúc thì thế huyền, lúc thì thế trực, lúc thì thế thác đổ, tức là theo những cái lối chơi những bác nào chuyên về chơi cây cảnh thì bác nhìn bác nhận ra ngay. Và cái trúc nó rất khó tạo thế ở trên này, cho nên là đưa cái trúc ở thành cái đôn trúc rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái khéo của những người thiết kế ngày xưa. Thì chúng tôi không tự thiết kế được, mà đây là chép lại những cái mẫu cổ nổi tiếng mà mình dày công sưu tầm được. Và trước đây thì những cái mẫu như thế này là rất là bí mật, bởi vì nếu mà lộ ra là góc độ làng nghề thì mỗi một gia đình đều có cái bí quyết riêng, và nhất là vấn đề mẫu mã là bảo mật tuyệt đối. Cho nên hễ ai mà đến nhà chơi mà cứ nhìn kỹ quá, hay là ngày xưa thì không có máy ảnh, nhưng mà cứ có ý nhìn kỹ quá vào cái hàng mẫu là xem ra cũng là cái nó rất là bất tiện cho làng nghề. Tuy nhiên là thời thế đã khác, và hiện nay thì là những cái hình ảnh mà chúng tôi không quay lên cũng không được, bởi vì tôi bán hàng toàn quốc và rất nhiều cái mối khách buôn ở trong phía Nam, hoặc là các bác quá xa ở ngoài Quảng Ninh, Móng Cái, là nếu như không đưa nhảy lên thì các bác không thể xem được. Hiện nay tôi đang lia máy sang bước thứ ba là bước cúc, tượng trưng cho mùa thu. Thì cũng vẫn với những cái đủ 7 sắc cầu vồng và những cái đường nét vô cùng nét này. Đợt trước tôi giới thiệu một bộ rồi, lâu lâu á, và bộ đấy đã chuyển vào cho một bác ở Quy Nhơn. Và ngày hôm nay là chúng tôi đang xong hai bộ, nhưng mà trong đó là có một bộ đã là của anh Tuấn ở Yên Viên. Anh Tuấn Yên Viên thì có đặt tôi là nhầm đâu.
Chúng tôi vừa giới thiệu đủ 4 tấm và xin mời quý vị bớt chút thời gian về trực tiếp tại đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và đây chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu B của chúng tôi. Quý vị mà thường xuyên theo dõi thì rất quen thuộc với cái cảnh này. Và phía đằng sau chính là cái cặp bàn thờ chúng tôi sắp mang đi Phú Thọ cho cháu Nghĩa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chuyển một bức tranh Bách Điểu đi cho anh Tuấn ở Yên Viên, là bức tranh anh làm cỡ lớn, cỡ 1 mét, cỡ 1m27 nhân với dài 2m53 như cái bức bên kia, nhưng mà hình thức thì lại giống như bức này. Hiện nay thì bức tranh đó đã đang để dưới ô tô rồi và đã bọc kín rồi, cho nên tôi ly máy để quý vị quan sát tạm bức này thôi. Xin tạm biệt quý vị.